qua Momo thì bạn nhập số điện thoại bạn vào đây, họ tên các bạn vào, còn rút qua ngân hàng á thì các bạn nhập đúng thông tin, ví dụ ngân hàng đây là số ngân hàng là Vietcombank nè, tên chủ thẻ, ví dụ tên mình đây Quốc Bảo, số tài khoản chi nhánh bạn làm ở đâu, số tiền muốn rút, nhấp rút là ok. Xin chào, chào mừng mấy trở lại với channel của mình. Ở video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiếm tiền từ việc like share Facebook của GoLive. Đối với cái website này thì chúng ta có thể chơi trên được 3 nền tảng, đó là website, chơi trên PC, Android và iOS. Đối với iOS đó thì các bạn không có thể nào tải trên App Store được. Bạn chỉ cần vào Safari các bạn đó, hoặc Google Chrome các bạn click vào đúng cái link của mình thì nó sẽ hiện ra cái bảng này và các bạn có thể đăng ký. Trên nhưng mà trên Android thì chúng ta có thể tải app từ CH Play được. Hiện cái app đó là app gì nè? CH Play nè. Khi bạn gõ từ GoLive nó sẽ ra. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký tài khoản. Đối với là trên PC và trên iPhone đó, hiện tại sẽ có cái link như vậy. Các bạn click vào cái link này, link để phía dưới video đó các bạn. Link để phía dưới video. Khi click rồi vào link thì mới nhập tên chỉ đăng ký nha. Thì nó sẽ hiện ra cái bảng như vậy. Bạn chỉ cần nhập họ tên bạn thôi. Bây giờ mình sẽ làm demo thử cho bạn xem. Chúng ta nhập mật khẩu chúng ta. Đây là bước đăng ký nha. Ở người giới thiệu này các bạn phải nhấp, bạn nhập ngay cái tên của chúng ta nha, để ủng hộ mình. Đối với cái app này thì có chức năng giới thiệu bạn bè. Khi giới thiệu thành công chúng ta sẽ nhận được 5% hoa hồng từ hệ thống trả chúng ta, chứ không phải trừ tiền từ người đó. Đối với app này thì chúng ta có thể kiếm từ 1 triệu cho đến vài triệu đồng trong một tháng. Đối với chia sẻ, khi bạn click vào nút chia sẻ nè, đây số khách mời, mời mỗi bạn sẽ được 5% doanh thu của họ mỗi tháng. Là không phải là trừ tiền của bạn mà là hệ thống sẽ trả cho tôi, tiền bạn vẫn giữ nguyên như đó như vậy. Nếu mà nào bạn nào mà click vào link của tôi hoặc là nhập mã giới thiệu của tôi thì tôi sẽ hỗ trợ tận tình hơn. Thì mình cũng đã có nhiều app hướng dẫn các bạn cách kiếm tiền thành công rồi. Cái app này cũng như vậy. Mã giới thiệu này các bạn click vào đây thôi. Này mã giới thiệu nè. Hoặc các bạn click vào link thì nó sẽ tự hiện mã giới thiệu thôi, không cần nhập đâu, bây giờ chúng ta chỉ đăng ký nha. Khi nhấp đăng ký thành công rồi nè. Ở trên điện thoại cũng vậy. Giống như gan gì luôn, các bạn chỉ cần click vào thôi. Làm theo thôi. Giờ nhập vào. Đó, khi vào đây thì nó đã vào trong cái bảng giống tôi nè. Thì chúng ta sửa F5 thử bên đây thì nếu có khách mời mời chưa nha. Funnel. Đó, tôi đã mời được một bạn rồi nè chưa? Rất là nhanh. Mình thấy app cũng ok như Dũng nè. Đây là bước đầu khi vào cái dưới cái giao diện của nó. Làm sao chúng ta có thể kiếm tiền được. Trước tiên thì chúng tôi sẽ cho các bạn xem trước là phần rút tiền của những người đã tham gia nè. Hiện tại cho bạn xem phần rút tiền trước. Rút tiền. Hiện tại có thể rút tiền qua là bằng 56 thức. Momo, VTC, điện thoại, Ganagin và ngân hàng. Đối với Momo thì chúng ta phải 50.000. Còn đối với ngân hàng thì khoảng 50 luôn. Điện thoại thì 10.000 cũng thể chúng ta có thể rút được rồi. Khi bạn đủ tiền các bạn nhấp số điện thoại bạn vào thì nó sẽ tự bắn vào thôi. Đó là cách rút tiền. Bây giờ cách nạp tiền. Chưa, chúng ta sẽ vào phần kiếm tiền với đi, chúng ta sẽ hướng dẫn các bạn cách nạp tiền sao. Nạp tiền làm gì thì mình sẽ nói ở phần sau luôn. Đối với phần kiếm tiền này thì bạn chỉ cần vào phần kiếm tiền nè. Hiện tại bạn chưa có tài khoản nào hết. Làm sao chúng ta có tài khoản? Các bạn click vào phần tài khoản của mình. Quản lý tài khoản. Thêm tài khoản. Đó, bạn chỉ cần copy cái dòng này. Copy nó cho tôi. Khi bạn click vào phần chat với bot messenger nè. Thì nó sẽ hiện ra một cái bảng như vậy. Như nói với điện thoại thì bạn nhấp tiếp tục Nguyễn Văn Dũng luôn. Có tên của bạn đó. Sau đó nó chuyển các bạn vô một cái trang. Và chúng ta bắt nó ra, dán nó ra phần này và gửi nó. Đợi khoảng 5 giây thì nó sẽ hiện ra cái bảng giống như vậy. Bạn quay trở lại, nhắc phần xác nhận thêm tài khoản. Thì nó sẽ báo thành công. Đó, và nó báo thành công. Nè, nó xác nhận thông tin của bạn nè. Rồi bây giờ chúng ta làm gì nữa? Bây giờ chúng ta sẽ quay qua phần kiếm tiền.
Hồi nãy bạn phần nhấp vào phần kiếm tiền thì nó sẽ chưa hiện gì đâu. Bây giờ chúng ta nhấp vào phần home trước. Kiếm tiền. Thì nó sẽ hiện ra công việc của chúng ta nè. Ở bên đây thì nó nè, cập nhật thành công tài khoản. Đây, nó sẽ hiện ra công việc của bạn nè. Bạn sẽ kiếm được 39 đồng cho việc tăng like bài viết. Thì bạn click vào đây nè. Các bạn click vào nó. Chúng ta làm việc nha, làm thử nha. Click vào nó. 5 điều cấm kỵ chúng ta không nên làm. Phải, chúng ta không nên phạm phải. Cách thức làm việc đó, hai điều cấm kỵ nó là tuyệt đối là không comment tào lao, phá hoại danh tính người ta. Thứ hai là thực hiện like sẽ không được rút lại like. Đó là điều cấm kỵ cho muốn chúng ta muốn kiếm tiền lâu dài, muốn cho ứng dụng này phát triển, website này phát triển thì chúng ta sẽ không nên làm như vậy. Like thì để bán luôn, đừng có rút lại. Nếu mà rút lại người ta sẽ báo cáo bạn mà bạn sẽ không kiếm được tiền nữa. Đó là phần đó là muốn cộng đồng phát triển thì bạn phải làm vậy thôi. Nếu bạn muốn phá app thì mình không khuyến khích. Tại vì con tìm cái đường kiếm tiền lâu dài cho anh em mà anh em không thể làm gì được. Là nhấn nút làm việc nè. Chỉ cần like mà viết thôi. Làm việc nó sẽ hiện cho bạn ra một cái trang bài là cái bài viết này nè. Chúng ta chỉ cần kéo xuống. Này là like đâu ta? Cái này nó kêu chúng ta là gì? Tại đang lắc cái gì bạn? Này hiện phần like này nè. Rồi chúng ta nhấp chữ like. Thích đó. Rồi tắt nó. Chúng ta đảo dành chữ hoàn thành. Nó kêu bạn like thôi. Thì bạn làm đúng như vậy thôi. Nhấn like hoàn thành. Vậy là xong. Đợi 7 ngày không xét duyệt. Nè, nó có hiện nhiệm vụ chúng ta nè. Tăng like khi nào mà nó kêu comment thì các bạn hãy comment nha. Hãy kéo xuống có bạn comment không? Hiện tại không có comment. Tăng like cho mày biết không à? Có rất nhiều nè, bạn một ngày bạn có thể làm rất là nhiều. Ngày các bạn có thể kiếm vài chục ca. Nếu các bạn biết giới thiệu nữa thì có thể vài trăm ca một ngày đó, cũng có thể đó. Làm tiếp theo nhiệm vụ thứ hai nè là nhấp chữ làm việc. Giống như nãy thôi. Like. Trở ra. Hoàn thành. Nó vậy là xong, rất là nhiều bạn có thể làm nha. Hiện tại thì nó đây là nhiệm vụ bạn có thích làm gì làm nha. Nó kêu là gì làm đó, đừng có làm sai thì bạn sẽ không được tiền đâu. Rồi đến với phần thứ hai là muốn kiếm tiền triệu thì bạn phải cần có cái này. Đó là chia sẻ ngay. Đây là đường link các bạn. Các bạn copy đường link này và mời những người khác thì chúng ta sẽ được tiền, được 5% hoa hồng doanh thu của mỗi tháng của họ. Như mình nói là không phải trừ tiền của họ mà hệ thống sẽ trả tiền cho chúng ta. Vậy các bạn cứ yên tâm mà mời. Mình có thể cho bạn mượn video này để các bạn có thể tiễn refund cho các bạn. Đây khi bạn click vào đó thì nè, khi bạn click vào đường link này, người khác click đường link này á, hoặc người khác tải trực tiếp trên Play thì bạn kêu người khác nhấp cái này vào. Còn người nào không muốn tải thì các bạn chỉ cần đưa link này thôi thì nó sẽ tự nhập sẵn cho người ta. Khi bạn mời thành công ở đây nó sẽ hiện số người mời và nó sẽ hiện số tiền phần trăm bạn hưởng đó. Ví dụ đi, một ngày thì người đó kiếm được 20.000 thì mình hưởng được 5% của người đó là ta có thể được là 1.000, chưa? Các bạn vậy bạn nhân đôi lên đi, bạn hiểu được khoảng 10.000 người. Mình đây mình cho bạn xem nè, top những người chơi nè, bạn được top thì bạn cũng sẽ cũng nhận được tiền liền hưởng đó nha. Ở đó như bạn này thì là bạn mời được là 3.177 bạn. Mỗi trung bình mỗi bạn kiếm được 10.000 thôi. 10.000 là mỗi 10.000 đấy mình sẽ được 500 đồng đó. Nên bạn lấy 500 bạn nhân cho 3.177 người. Số tiền nó ra rất là lớn. Đúng chưa? Thì chúng ta ở đây là chúng ta làm việc chăm chỉ chúng ta sẽ được thưởng thôi. Ở đây có phần thưởng top nè. Thấy chưa? Thưởng top thì thưởng chỉ cho một người thôi nha. Còn mời bạn bè thì được thưởng cho ba top đầu tiên.
173 bạn và 192. Cái này là cộng hay gì mà mình chưa biết nữa, 6.300, 3.100 mình cũng chả biết luôn. Tới đây hay tới đó. Đó. Đó là phần giới thiệu để nhận kiếm tiền triệu đó. Còn đây là group hỗ trợ nè, các bạn có thể group Facebook, các bạn vô đó các bạn có thể trao đổi thông tin này nọ. Đây là group tiền, mà chỉ group tiền. Còn các bạn nào mà muốn tăng like cho fanpage của mình, ví dụ đi, mình có một cái fanpage 3k bán hàng, 3k like. Bây giờ mình muốn nó lên 10k thì chúng ta một á, là chúng ta được tiền này thì chúng ta tạo công việc cho mình. Bạn có bao nhiêu xu rồi đó, bạn trao đổi như người ta. Thì bạn lấy lại lợi tiền đó thì bạn có thể vô đây bạn tăng like cho mình. Tổng tiền là 5.000 đồng được 100 like. Mất chữ tạo đó. Còn bạn nào mà muốn không muốn làm á, bạn nào có tiền rồi. Nhà giàu mà cần chi mà phải làm nữa đúng không? Bạn cần nhập chừng nạp tiền nè. Đây. Bạn ví dụ bạn bạn này xài ngân hàng là Vietcombank nè. Bạn chuyển số tiền của bạn vào đúng tài khoản này và bạn ghi nè, cú pháp là go live, tên tài khoản của bạn, số tiền bao nhiêu, thì ở đây có video có hướng dẫn nè, nạp bằng lần 2 triệu này nọ, thì các bạn có thể liên hệ người này nạp nè, liên hệ hỗ trợ nè. Đấy, đây là khái quát về phần này. Ở đây là gọi là cái trang trao đổi và có thể trao đổi like, và chúng ta có thể kiếm tiền từ cái trang này. Vậy mình không khuyến khích các bạn là vào phá, tại phá là bạn có thể đá đổ những chén cơm của người chơi. Vì mình ưu tiên những người nào chơi công bằng, uy tín. Bạn like thì các bạn cũng có thể kiếm được vài chục vài trăm ngàn một một ngày. Còn bạn nào muốn like, muốn mà kiếm nhiều hơn thì bạn phải chia sẻ thôi. Mình có kênh YouTube thì mình chia sẻ một phát một thì chúng ta có thể kiếm được, tôi có thể kiếm được vài chục ngàn hoặc vài trăm ngàn một ngày cũng là ok. Đấy, đây là những thông báo. Còn ở đây chưa xác duyệt là khoảng 7 ngày nó xác duyệt, nó sẽ cộng vào số dư của chúng ta. Còn phần rút tiền. Rút tiền đó bạn rút qua Momo thì bạn nhập số điện thoại bạn vào đây, họ tên các bạn vào, còn rút qua ngân hàng á thì các bạn nhập đúng thông tin, ví dụ ngân hàng đây là số ngân hàng là Vietcombank nè, tên chủ thẻ, ví dụ tên mình đi Quốc Bảo, số tài khoản, chi nhánh, bạn làm ở đâu, số tiền muốn rút, nhấp rút là ok. Trong vòng ở đây này nó có ghi là khoảng từ tháng 10, ngày 10 trong mỗi tháng thì nó sẽ, hoặc 10 ngày 5 của tháng thì nó sẽ chuyển tiền cho các bạn. Rồi, video này thì mình đã hướng dẫn các bạn cách kiếm tiền từ website Roguelite này. Bạn click vào link của mình để tham gia thì mình có thể tư vấn các bạn tận tình hơn. Chúng ta cùng xây dựng những hệ thống kiếm tiền online uy tín nhất Việt Nam. Rồi, hay hay like, share, subscribe. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá.